Thử tưởng tượng xem, có một ngân hàng cứ vào mỗi buổi sáng hàng ngày đều chuyển vào tài khoản của bạn 86.400 đồng. Thế nhưng, số dư trong tài khoản đều không thể chuyển sang ngày hôm sau. Hễ đến giờ khóa sổ, ngân hàng sẽ xóa hết số tiền bạn chưa dùng hết trong ngày. Trong tình huống đó, bạn sẽ làm như thế nào? Tất nhiên, cứ tiêu hết sạch số tiền đó trong ngày là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể bạn chưa hiểu được, thực ra mỗi người chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên nó là ngân hàng thời gian. Cứ mỗi buổi sáng, ngân hàng thời gian đều tự động chuyển vào tài khoản của bạn 86.400 giây. Và đến buổi tối, nó lại xóa sạch số thời gian đã cho, không cho chuyển nổi một giây sang ngày hôm sau, và cũng không cho bạn tiêu trước một phút. Nếu bạn không sử dụng số tiền gửi thời gian đó một cách hợp lý, thì sự tổn thất sẽ phải gánh chịu là không thể quay trở lại trước đó và cũng không thể dành cho ngày hôm sau. Vì thế, bạn nên sử dụng một cách có ích quỹ thời gian của mình nhằm đổi lấy sức khỏe, sự vui vẻ và gặt hái những thành công trong cuộc sống. Thời gian không ngừng vận chuyển, hãy cố gắng để mỗi một ngày đều có những thu hoạch tốt nhất. Muốn hiểu được một năm có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một học sinh thi trượt đang ôn tập. Muốn hiểu được một tháng có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một bà mẹ không may bị đẻ non. Muốn hiểu được một tuần có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một biên tập viên tuần báo định kỳ. Muốn hiểu được một giờ có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi những người thương nhau mà phải xa cách, đang chờ đợi gặp nhau. Muốn hiểu được một phút có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một người lỡ tàu xe. Muốn hiểu được một giây có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một người vừa may mắn thoát chết. Muốn hiểu được một phần 10 giây có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một vận động viên vừa trượt huy chương vàng. Xin bạn hãy yêu quý khoảng thời gian tốt đẹp mà bạn có. Nên nhớ, thời gian không đợi chờ ai. Ngày hôm qua đã biến thành lịch sử, còn ngày mai thì vẫn còn xa vời. Chỉ có hôm nay mới là một tặng phẩm. Xin hãy yêu quý tặng phẩm này.